Rồi, xin chào mọi người. Hôm nay Bình Yến cùng với lại Dưa Hấu đang đi Vũng Tàu và đang ăn ở cái quán này là quán gì đó? Phút 10. Đây để lấy cái menu. Wow, ba con hàu. Ăn đi ha. Bây giờ là sẽ review cái món ốc hương xào tỏi. Cháy tỏi. Cháy tỏi, bạn Yến ăn thấy sao? Làm rất là béo. Có củ tỏi bự à. Rất là ngon. Chấm nó cái gì á? Muối tiêu. Muối tiêu à, ít chanh quá hả? Rồi, ăn miếng con hàu. Chụp hình cho hấu hả? Sau một mùa Yến giảm cân rồi, hôm nay Yến đi ăn buồn mọi người. Phô mai siêu nhiều luôn mọi người, siêu béo. Hôm nay là chủ nhật và Bên Yến ở đi chủ nhật và thứ hai và Bên Yến về. Và nói chung là quán xá là khá là vắng, mọi người đi về Sài Gòn hết. Béo quá. Rồi tí món khác ra thì Yến review tiếp nha. Yến có kêu cái món đặc sản đây là lẩu cá đuối, đi coi ăn lẩu cá đuối bên đây nó có ngon không. Dưa Hấu rất là thích ăn ốc hương cả nhà. Rồi đây. Rút cái tâm đó con. Nó ngập nhẹ. Rồi ok. Muốn lên. Xong con bỏ cái tâm vào trong đây nha. Cho chồng à. Cái này phải lấy thêm miếng chanh rồi. Lên lẩu đi em. Ngon quá. Đây cái lẩu mới lên nè. Đó. Chanh này mới nhìn. Trời, cắt đuối nó nhiều như thế này thì ráng ăn đi nha, ra. Cho hết cái đuối. Dưa Hấu. Dưa Hấu đồng phe, Hấu ăn không thương đấy, rồi. Chiều bá đạo. Hấu ăn ốc hương, Hấu thấy sao? Hấu thấy ngon. Ngon thì sao? Ngon không hả? Ngon hả? Ok. Rồi cái tay làm gì con?